Chương 37: Dã ngoại rèn luyện. Ta đoán ngươi nếm trải cái này, tình trận ma khí mang chỗ tốt của ngươi. Rồi cũng hay, chưa từ bỏ ý định đi thu thập tình phách, vừa vặn chở các ngươi tới tu luyện mùa. Sau khi kết thúc, sẽ đem các ngươi đến thành thị bên ngoài, đi 2 tháng rèn luyện. Tới thời điểm nhìn thấy chân chính yêu ma, ngươi sẽ liền từ bỏ ý niệm này. Đường Nguyệt lão sư nói. Rèn luyện, Bác Phàm cũng chưa nghe qua tới việc này. Nét nào đây là trong truyền thuyết cao trùng quần huấn. Mỗi cái ma pháp sư đều cần kinh nghiệm ngày. Bồi dưỡng ma pháp sư không phải là vì quen sống trong nhung lụa, cũng không phải để cho các người lẫn nhau tranh cửa háo thắng, mà là ở lúc mấu chốt cùng với yêu ma đối kháng. Rèn luyện là đối với các người học sinh tâm tính một lần trọng đại thử thách, Đường Nguyệt lão sư nói. Ta sẽ chăm chú đối xử. Không, Đường Nguyệt nói, rèn luyện không phải gọi là sát hạch. Ta chỉ hy vọng người cùng những học sinh khác ở tình huống thời điểm có thể tỉnh táo, suy nghĩ làm sao mới có thể sống sót, Đường Nguyệt ý tứ sâu xa nói. Đường Nguyệt lão sư nói xong những cái lời này, xoay người rời đi. Mạc Phàm còn muốn truy hỏi một cái, tuột cùng là thời điểm lại phát hiện Đường Nguyệt lão sư đó lồi lõm có hứng thú, thân thể chậm rãi dung nhập vào ánh trăng. Không tới địa phương tiếp theo liền tìm không được Đường Nguyệt tung tích. Mạc Phàm lần này thấy rõ ràng, làng liền như vậy dung nhập vào trong bóng tối, cả người làng biến mất lại như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mạc Phàm vội vội vàng vàng từ đập nước thượng nhảy xuống thiên đài lan can, thò đầu ra, để Mạc Phàm lòng không khỏi cả kinh. Vừa rồi còn ở nơi này, lầu 8 cao. Lớp học thiên đài Đường Nguyệt lão sư đã ở phía dưới. Chính bước khinh ngoãn bước tiến tới, giáo sư nhà trọ đi tới, u ám nguyệt quang kéo dài bóng lưng của làng, nhìn qua như một vị cao ngạo, dạ trì tinh linh. Theo Đường Nguyệt lão sư chồn nhập tới bóng cây ngổn ngang một cái bóng ma thời điểm. Nguyên bản khi Mạc Phàm trong tầm mắt, Đường Nguyệt lão sư lại mở rộng biến mất, toàn bộ thê lương trong bóng tối lại tìm không được nữ nhân thần bí này. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Mạc Phàm hiểu biết đây hết thảy, hệ bên trong chỉ có phong hệ có thể lợi dụng phong quỹ tiến hành di chuyển. Dựa theo Mạc Phàm phi thường là ghê gớm. Có thể Đường Nguyệt lão sư càng không biết thi triển ra mà pháp gì, tự hồ có thể trốn vào bóng tối nhanh như vậy. Quả thực chính mình lúc nào có thể học được đây? Nói đi nói lại, Đường Nguyệt lão sư này thật không bình thường cho lắm. Nghe nói muốn tu luyện tới trung cấp ma pháp sư cấp bậc mới có thể thức tỉnh đệ nhị hệ. Nói cách khác, Đường Nguyệt lão sư chỉ là một cái vị trung cấp ma pháp sư. Trở trách toàn giáo nhiều như vậy, tư lịch càng là giả hơn thực tiễn lão sư, để bị Đường Nguyệt lão sư quét xuống một cái cấp trung ma pháp sư, rất nhiều người trong mắt chính là đỉnh cấp. Xem ra Đường Nguyệt lão sư làm cái rất thô, chính mình muốn ôm chặt tới. Nghe nói không, khi quý này kết thúc, chúng ta liền bắt đầu đi pháp sư rèn luyện. Pháp sư rèn luyện là cái gì? Chính là tới dã ngoại à? Không thể nào, từ nhỏ đã nghe nói dã ngoại có yêu ma ăn sống người. Ta không đi. Không, không thể thế. Cái này rèn luyện quan hệ đến chúng ta thi đại học, tương đương rất trọng yếu một cái môn học. Môn cái rèn luyện có cái gì đáng sợ? Chúng ta là nhưng ma pháp sư, coi như gặp yêu ma cũng là một cái băng mạn đem hắn đông thành tượng đá. Nhưng nè, nghe nói yêu ma rất lợi hại. Yêu ma khóa lão sư không phải vẫn là cương điệu, chúng ta tuyệt đối đừng một người đối mặt yêu ma. Chính là như Đường Nguyệt lão sư nói, cái này tu luyện quý sau khi kết thúc lập tức chính là một cái lần tàn khốc dã ngoại rèn luyện. Nếu không có cái gì bất ngờ xảy ra, chính là gặp phải chân chính yêu ma. Yêu ma vẫn là có. Lão sư mọi người bên tai nói yêu ma vật này rồi không biết bao nhiêu năm, nhưng mà bọn học sinh chưa ai thấy chân chính yêu ma. Mặc dù là lén lút lên mạng xem một ít yêu ma video, cũng là xem nước Mỹ Goniza tảng lớn không khác gì nhau. Lần này bọn học sinh cuối cùng cũng coi như là muốn xem thứ chân chính yêu ma. Tin tức một khi buông ra, có thể nói cho toàn giáo đang bàn luận việc này,
rèn luyện đem đầu tiên là từ ban mũi nhọn. Mũi nhọn bàn ở hàng năm sát hạch sau khi kết thúc trên cơ bản nắm giữ 7 viên chấm. Hiện tại đã có hơn nửa mỗi người mới bước vào có thể thành thạo trưởng khống bọn hắn hệ kỹ năng, cũng chỉ nắm giữ được ma pháp kỹ năng học sinh trường học mới dám cho bọn họ đi rèn luyện. Người bình thường gặp phải yêu ma không hề có chút thực lực nào chống đỡ lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mạc Phàm dựa vào chính mình. Tiểu Lê Thu đem chính mình lôi hệ ngôi sao cùng với hỏa hệ tinh trần tu luyện tới mức gấp lúc trước 5-6 lần trình độ. Bất kể lôi ấn hay hỏa tư, hắn rất có thể thành thạo thả ra. Hỏa tư, bởi vì trường học có thể trắng trợn huấn luyện, hiện tại Mạc Phàm phóng thích hỏa tư càng nhanh, đại khái 3 giây có thể hoàn thành toàn bộ phóng thích. Lôi ấn là cần 4 giây. Mà hiện tại toàn bộ mũi nhọn ban học sinh thành công phóng thích một lần ma pháp ký đại, đại khái cần tới 5-10 giây thời gian. Hết thảy đang phóng phương diện bị Mạc Phàm tuyệt đối là dẫn trước. Mũi nhọn bàn tổng cộng 100 người, chia làm 5 tổ, mỗi tổ đại khái 20 tên. Sẽ do lão sư tùy tung, mặt khác còn có 2 tên huấn luyện viên dẫn đầu. Mỗi tiểu tổ đều có chính mình xe bíp. Liền lượng học sinh xe bíp mang theo đám trẻ tuổi mà pháp sư hướng về thành thị bên ngoài mở. Lần này con đường đại thể đã định đều là đi tới Tuyết Phong Sơn Trạm. Tuyết Phong Sơn Trạm là liệp giả liên minh liệp giả môn cùng với Bắc Thành vật tư liên hệ một cái trọng yếu tiểu trại. Toàn bộ tiểu trại liền kiến tạo bên trong thùng lũng. Coi không nhớ tới ta. Và các người đã nói, mỗi một cái thành thị chu vi trạm dịch cũng chính là khu vực an toàn biên giới, còn trạm dịch bên ngoài khu vực đều thuộc là nơi yêu ma có thể qua lại địa phương. Vì lẽ đó, các người không đủ năng lực đối phó yêu ma trước, ngàn vạn lần không đi ra khỏi dịch trạm giới, bằng không các người chính là một cái đống hài cốt. Yêu ma khóa lão sư Trương Quốc Kiến nói, đúng, ở trạm dịch bên trong khu vực, chúng ta liệp giả liên minh, hiệp hội pháp thuật cùng với các loại khác đại ma pháp thế gia, mỗi ngày phái người tuần tra bố trí cảnh giới, chắc chắn không để cho bất cứ con yêu ma nào vào tới nhân loại chúng ta khu vực. Thế nhưng, chúng ta ma pháp sư sức mạnh cũng là có hạn, có thể bảo vệ khu vực. Chỉ có trạm biên giới bên trong địa phương. Còn ở ngoài trạm dịch, chúng ta không thể ra sức. Dù sao, rừng rậm, thung lũng, rừng hoang, ngọn núi, những cái này địa hình rắc rối phức tạp. Dù chúng ta có map, ma pháp sư cương đại cũng chưa chắc đủ để tất cả thuộc cấp trốn ở hang động lòng đất kia yêu ma diệt trừ. Ba tổ săn bắn giả tiểu đội trưởng La Vân Ba nói. La Vân Ba là một cái vị già rẻ ngăm đen, hiện ra cái vẻ anh tuấn nam tử. Tổ bên trong có mấy tiểu nữ sinh nhìn thấy vị La Vân Ba trưởng này, một người đều là con mắt long lanh lóng lánh, thật giống như là tiểu nữ sinh đối với quân huấn đẹp trai huấn luyện như vậy sùng bái cùng mê luyến. La Vân Ba lần này là mang đội đi huấn luyện làm huấn luyện viên. Phó đội huấn luyện là một người nữ tên là Phạm Lệ Quân, thuộc về da rẻ đen sốc vác loại hình. Cũng còn ở sân trường thiếu nữ, các ma pháp sư vẫn là khác biệt rất lớn. Chương 38, Tuyết Phong Sơn Trạm Dịch. Ngồi trên xe bíp xuyên qua một đám lớn ngoài đất, rất nhanh có một cái tòa ngọn núi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Núi rừng rất sâu, ở gần cành lá xum xuê, cỏ dại rậm rạp, xa xa ngọn núi chẳng chịt tầng tầng mây dày đặc. Thế hay không, tòa kia chính là Tuyết Phong Sơn, nó cũng là ở Bắc Thành biên giới điểm. Tuyết Phong Sơn Trạm Dịch, ngay khi Tuyết Phong Sơn cùng tòa kia Lôi Vũ Sơn trong thung lũng, La Vân Ba bắt đầu giới thiệu cho học sinh. Chúng ta Bắc Thành còn thuộc về không lớn không nhỏ thành thị, nếu là Đại Ma Đô, Đại Đế Đô, Đại Yêu Đô, những cái này thành thị cấp 1. Bên những thành thị an giới biên giới, nhưng không thể gọi là dịch trạm tiểu trại. Phạm Lệ Quân huấn luyện viên nói, lại nói các người nếu là thường xuyên cùng với yêu ma giao tiếp,
các ngươi nhất định là Trung Giai Pháp Sư. Vương Tam Bản mở miệng. Trung Giai, Văn Đệ Quân nhìn lướt qua Vương Tam Bản lời lẽ vô tình đại đạo. Trung Giai cấp Pháp Sư, sao có khả năng đến mang bọn người này quần thành thằng nhóc. Vương Tam Bản nghe có câu này cũng không vui thầm nói. Nói như vậy các người bất quá chỉ là Sơ Giai Pháp Sư, không có cái gì tốt. Vương Tam Bản là điển hình không giữ mồm giữ miệng lời nói. Ra khỏi miệng hai vị huấn luyện viên bên kia đối diện cười, hiển nhiên cảm thấy Vương Tam Bản lời này quá ngây thơ. Xe buýt một đường lái vào núi, mở ra nửa ngày thời gian. Cái này hơn nửa ngày thời gian Mạc Phàm không có rảnh rỗi, vẫn là luôn ở xe buýt nhất duy trì minh tu. Hắn cùng xe buýt hữu duyên, lần trước luyến bệnh viên chấm nhỏ hoàn thành chính là ở xe buýt. Lần này Mạc Phàm cảm giác mình hỏa hệ, thật giống như đã sờ tới cái gì đó đồ vật. Tiểu Lê tu trụy tương đương một cái tinh trần ma khí, để Mạc Phàm thời gian tu luyện tăng rất nhiều. Hàng năm sát hạch đến hiện tại, dĩ nhiên thời gian một năm, Mạc Phàm phát hiện thời gian một năm bên trong chính mình ngoại trừ tinh trần có thể trở nên óng ánh khổng lồ ở ngoài, tựa hồ hỏa hệ tinh trần bên trong chấm nhỏ xuất hiện một cái chút biến hóa. Trước đây muốn nói tới chỗ chấm nhỏ hào quang lúc sáng lúc tối, hiện nay chấm nhỏ này liền là phi thường ổn định ánh sáng. Có người nói chấm nhỏ một khi xuất hiện rõ ràng ánh sáng lột sắc có thể chuyển ra mà lăng trở nên lớn hơn, kỹ năng hiệu quả cùng uy lực tăng theo cường độ. Chính mình nhưng ở bỏ ra dòng dã một cách cao thời gian tăng lên, cũng không biết là mạnh hơn một cái cấp hỏa tư nắm giữ uy lực thực là chờ mong. Tuyết Phong Sơn trọng dịch rốt cuộc tới. Nếu là tiểu trạm, nơi này không phải là cái đơn sơ thôn trang gì. Trạm dịch tiểu trại hai bên đều là dựa vào chót vót cực kỳ vách núi. Vách núi chiều cao 100 mét, chỉ có hoàn toàn ngẩng đầu lên mới có thể thấy bầu trời. Hai bên vách núi hình thành thiên nhiên bích trướng. Hơn nữa, cái này điều thùng lũng đạo trước sau lại bị hai cái đại đá tảng cánh cửa khóa lại. Toàn bộ trạm dịch tiểu trạm hoàn thành một cái kéo kẹt bên trong thùng lũng pháo đài nhỏ. Nơi này chính là Tuyết Phong Sơn tiểu trại. Có người nói ngoại trừ không biết yêu ma bay hoặc là lắm giữ mạnh mẽ leo lên thực lực đẳng cấp yêu ma, Tuyết Phong Sơn pháo đài này đủ để đem tuyệt đại đa số tác yêu tác quái, yêu quái toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Đồng thời từ khi có Tuyết Phong Sơn trạm dịch, chúng ta có đến mấy năm không nghe tới an giới bên trong yêu ma hại người sợ hãi tin. Trường Quốc Kiến từ xe vip đi ra, nhìn khổng lồ bảo vệ cửa đá không khỏi khởi sướng cảm khái. Lão sư, ta nghe nói cái này bảo vệ cửa đá là chúng ta Bắc Thành có tiếng thổ hệ ma pháp sư kiềm kiến tạo sư Trương Ngọc Hạng Lâm. Trung Giai trở xuống ma pháp sư đều không thể này động nó. Lữ Học Bá Chu Mẫn hiểu, rất hiểu nói. Đúng, cửa đá xem cũng có chút cũ kỹ, trên thực tế nó là kiên cố, trình độ không kém hơn sắt thép. Trường Kiến Quốc đi ở phía trước, trên tay cầm một cái ba tổ, lại là một cái đạo du, chính là mang theo một đám học sinh tham quan cổ thanh. Không bao lâu, các tổ của xe bíp lần lượt tới. 100 tên thiên nan ma pháp cao trùng mũi nhọn sinh đều là khôi ngô ở bên cạnh cửa đá bên dưới. Cửa đá hai bên đều có tiểu cương, trong đó có một cái vị không có xuyên chế phục quân pháp sư, chính là đang nhạt nhã đùa giỡn, bàn tay một ngọn lửa, ngọn hỏa diễm lại nghe như là lời tiểu sùng. Ở ngón tay hắn linh hoạt tung bay, thỉnh thoảng còn vươn quanh quanh người hắn bay lượn, coi trọng tào nhã kỳ diệu. Mặc Phàm chú ý tới điểm ấy, lòng âm thầm kinh ngạc. Từ đối phương này đùa lửa tiểu bản lĩnh có thể rõ ràng so với mình thỉnh thạo hơn rất nhiều, cũng có biết vị này là xuyên chế phục quân ca. Hắn hỏa tư uy lực có thể mạnh hơn như thế không? Chẳng không lão đại, ngày hôm nay làm sao chạy tới nơi này tới phiên trực? La Vân Bà ngẩng đầu lên cười với vị kia đem đùa lửa hỏa diễm pháp sư nói. Trong lúc rảnh rỗi nghe nói hôm nay tiến tới một cái nhóm cao trung các thiếu nữ, cố ý tới muốn xem một chút. Vị kia gọi là Trạm Không nam tử không có chút nào che giấu bản tính của mình, cười khà khà nói. Một bên Chu Mẫn lại là nhăn lại lông mày, bởi vì nàng cảm giác được vị kia gọi là Trạm Không pháp sư chính là đang nhìn mình chằm chằm đánh giá. Thật là đẹp trai nha. Đúng rồi đúng rồi, cùng trường học chúng ta những cái kia thằng nhóc không cách nào so sánh được.
có bao nhiêu nam nhân vị. Hơn nữa, hắn còn là đặc biệt thành thực. Lớp học mấy cái mê gái lập tức liền nắm không được ở đó líu ra líu díu. Tiểu muội muội có hay không đừng đối với chúng ta. Trạm Không Lão lại cau mày. Hắn là nơi này rất ít cường giả một, có vẻ không quá yêu học sinh. Vị kia lữ đội phó Phan Lệ Quân nói, giọng nói toát ra đối với giữ lại tiểu dâu rùa Trạm Không sùng bái. Trạm Không, ta nghe qua, không phải là Tuyết Phong Sơn trạm dịch đổ yêu mà đến cao nhất cái kia họa hệ pháp sư à? Trường Quốc Kiến lập tức nhìn tới, đồng thời cao giọng nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không phải giết mấy các con yêu ma sao? Có gì ghê gớm? Phương Tam Bạn nói, xác thực không có gì ghê gớm. Vừa bắt đầu đặng cải để cho người học sinh này quá tới nơi này kiến tập, ta là từ chối. Dầu dừa tua tủa, anh chàng đẹp trai Trạm Không nói, một năm trước cảnh giới thời gian đều quá, hiện tại không biết là chuyện gì, là ma pháp sư trùng quỳ cũng cần phải lịch lãm. Cũng không thể bởi vì một năm trước cảnh giới chậm chạp không rèn luyện đi. Trường Quốc Kiến nói, ta là không đáng kể, chính là bọn học sinh từng chạy khắp nơi làm loạn, ta có thể không giống như nhìn thấy tiểu mỹ nữ bị độc mà nhãn, mà làng ăn máu thịt bé bét. Trạm Không cười ha hả nói. Trường Quốc Kiến lúng túng lỡ lụ cười. Người khác là cao thủ chân chính, coi như đùa giỡn lữ sinh, hắn làm cái lão sư cũng không có cách nào. Một năm trước cảnh giới, việc này Mạc Phàm có nghe nói, tiểu cô Mạc Thanh nhắc qua, bất quá chính mình phần lớn thời gian trường học trong tháp, bên ngoài phát sinh chuyện gì biết tới lại là càng ít. Chương 39. Tổng huấn luyện viên Trạm Không. Cửa lớn ra vào hiện nhìn nắm giữ tên gọi là Trạm Không trên tay nam tử, 100 mũi tên nhọn xuống xe sau khi nó toàn bộ vào Tuyết Phong Sơn tiểu trại. Tiểu trại rất đơn giản, liền là một cái chủ đạo. Chủ đạo thượng không có ít cửa hàng, cũng là cùng quán nhỏ, nhìn qua một cái thôn trấn chợ không khác nhau. Chỉ có điều nơi này bán không phải là gà vịt, mà đều là các loại mà pháp sư chiến đấu cùng tu luyện thứ cần thiết. Đến đến đi, tốt nhất lý mà cụ. Ta nói với ngài, đây chính là thứ tốt, chạy tốt nhanh nhất, yêu mà cái gì cũng biết. Không, không sai, đây chính là bôn yêu, đây chính là dùng bôn yêu chi sau khi thượng bi làm. Phụ mà trước phòng quỹ pháp văn, lại có thêm tình khiết phòng thạch cung cấp năng lượng. Tuyệt đối để cho độc nhãn mà làng ở nơi đó dương mắt nhìn, ngài muốn mua rẻ hơn một chút, xem người cùng với món bảo vật này hữu duyên. Nghị ngốc tử, người cũng đừng có thổi. Người vật kia có thể gọi là ma cụ sao? Tùy tiện là một cái đôi nai so với người vật kia thối lắm. Đây chính là chúng ta hy sinh hai người giết được một con bôn yêu. Ta phút đến vừa vặn chính là Trần Sao Bì, tuyệt đối chính là tổng lý ma cụ. Nghị ngốc tử lập tức cùng mấy cái kia trào phúng hắn bắt đầu tranh chấp. Đi lên trước một cách quậy hàng, nơi đó bày ra rất nhiều làm màu rực rỡ ma thạch. Ma thạch rất đơn giản, chính là một cái số nhân làm lửa, phong, lôi, thổ hệ nguyên tố lồng lặc mà dựng lên. Đặc thù tảng đá bên trong ẩn chứa tương tự như ma pháp sư tinh trần, có năng lượng. Tuy rằng không thể trực tiếp cung cấp cho ma pháp sư sử dụng, nhưng có thể khảm nạm rất nhiều ma khí, ma cụ, cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Những cái kiến thức này ở trong lớp lão sư có giảng giải qua, Mạc Phạm cũng là chăm chú nghe. Có người nói rất nhiều lúc trải qua hoàn chỉnh tinh luyện ma thạch mới có thể cho là tiền. Ma thạch mức tiêu pha hào phi thường khổng lồ, trên thực tế tương đương với khoa học thế giới nguồn năng lượng. Mạc Phạm khởi đầu cho rằng điện thoại di động, máy vi tính, những cái này hắn đều là dùng điện. Sau đó mới biết nơi này nhà máy điện không phải cái gì, là thủy lợi, cũng không phải là cột xoay gió cung cấp, mà dùng chính là lôi hệ mà thạch. Hết cách rồi, quang hệ thủy tổ là Edison, chuyện như vậy thực là Mạc Phạm không tới tiếp thu. Ngoài ra phát minh ra máy chạy bằng hơi nước để thế giới tiến vào các mạng công nghiệp Watt. Không sai, hắn chỉ là một cái hỏa hệ pháp sư, máy chạy nước bằng hơi
nguyên lý là hỏa hệ ma pháp đồ, nó lợi dụng hỏa hệ ma thạch tới khởi động. Vì lẽ đó, thế giới này không tồn tại dầu mỏ. Thủy hệ có, phong thể hệ có. Điện năng những cái này lấy sinh tồn chính là ma thạch. Mà ma thạch có từ đâu? Đương nhiên là từ thiên nhiên. Rất tàn khốc chính là bọn yêu ma. Như thế là phi thường cần ma thạch. Ma thạch một mặt để cho chúng trọng yếu đồ ăn, càng là làm cho thực lực của chúng mạnh mẽ tăng cường. Đến như nhân loại tìm kiếm vật hái, đào móc ma thạch trong quá trình trở ngại lớn nhất không phải ác liệt thiên nhiên, mà là đồng dạng dựa vào ma thạch sinh tồn yêu ma. Yêu ma đối với nhân loại có bản năng địch ý. Thử nghĩ xem, toàn bộ thành thị bao nhiêu là ma lăng khoa học kỹ thuật thiết bị. Những cái thứ này đồ vật quả thực chính là yêu ma khẩu phần lương thực, bao quát nhân loại bản thân cũng là chúng nó mỹ vị. Vì lẽ đó mà nhân loại ma pháp sư cùng yêu ma trong lúc đó đối kháng liền chưa bao giờ ngừng lại qua. Hay là đây chính là nguyên nhân thế giới cùng với thế giới pháp thuật khác nhau nhiều. Ở thế giới nguyên bản, nhân loại chiếm cứ thống trị địa vị, muốn quét ngang một cái viên đạo sự tình. Nhưng ở thế giới pháp thuật, vũ khí nóng không có tồn tại, chỉ có ma pháp sư cố gắng chính là vũ khí nóng không cách nào thực hiện. Yêu ma ngược lại chiếm lấy càng nhiều cảnh giới, ranh giới. Nhân loại phần lớn chỉ có thể sinh sống ở cái thành thị thì cần ma pháp sư bảo vệ. Cái này cũng là ma pháp sư gì địa vị vĩnh viễn muốn cao hơn người thường. Không chỉ bọn họ tự thân trưởng khống sức mạnh mạnh mẽ, càng là ở sứ mạng của bọn họ là thần thánh. Phạm ca, lần lịch lãm này chúng ta cố gắng biểu hiện, ta nghe nói rèn luyện ước định thành tích trực tiếp quan hệ tới chúng ta thi đại học chiếm cứ 20% tỷ trọng. Trước tiểu hầu ở bên cạnh Mạc Phạm nói, Mạc Phạm gật gật đầu, việc này chủ nhiệm lớp tiếp mục sinh đã lấy nói sớm. Rèn luyện kỳ thực chính là thi đại học trong đó một khoa, nhân là cái thành tích đó dọc quân đội đến định, cũng chính là lần lịch lãm này tổng huấn luyện viên đánh giá C thì vẫn là A, trực tiếp đem ma pháp sư đến tột cùng trọng điểm phép thuật đại học, vẫn là phổ thông phép thuật đại học. Như Mục Linh Tuyết hiện tại vị trí đế đô học phủ, mọi người chiêu thu học sinh này rèn luyện thành tích ít nhất phải là A. Mạc Phàm có thể không cam lòng, chỉ có ở Bắc Thạch như thế một cái địa phương nhỏ mà cao cấp hơn pháp thuật cũng chỉ có tới địa phương cùng với phương đại học có thể học. Lần lịch lãm này hắn hy vọng chính mình bắt được một cái thành tích như vậy, hắn liền có niềm tin tiến vào đế đô học phủ cấp bậc đó đại học. Những cái này huấn luyện viên đều là trường học chuẩn bị, coi như là người ở đây không có lý do hỗn 1-2 tháng, như vậy chỉ ít có thể là cấp B hoặc cấp C, vì đó không có gì đáng lo lắng. Vương Tam mập tiến lên cười, đúng, kỳ trước đều là vậy. Một cái khác biết tin tức học sinh gật đầu, cũng là trường học khẳng định hy vọng huấn luyện viên bọn họ đem chúng ta đánh tới. Đến quảng trường tập hợp rồi, là bần bà một cái cổ họng hô lớn. Hết thảy học sinh cấp tốc tụ tập tại Tuyết Phong Sơn tiểu trại trung ương quảng trường. Nhân số không ít, tổng cộng có 100 người, ăn vận đều là thiên lan pháp thuật cao trung đồng phục học sinh. 100 người chỉnh tề dừng lại, rất nhanh đưa tới trạm dịch. Qua những cái kia nhàn nhạt các pháp sư vây xem, mỗi người đều là hứng thú dáng vẻ, trên mặt lộ ra kỳ quái châm biếm. Các người mau nhìn, lần nữa thực tập tân sinh tới, ha ha. Lại có thể xem mấy cái tay mơ các loại số mặt. Mấy cái tên còn chuột tiêm mặt nam tử nói, còn không phải sao, thực tập sinh tới trong thời gian này, trạm dịch là láo nhiệt nhất. Các người đoán, khoa này có bao nhiêu thiếu cái nữa là sợ tới tè ra quần. Mới nhìn qua một cái, săn bắn giả tiểu đội trưởng bao la nam tử thầm đầu nói, ta đoán chí ít là 30 cái, còn ta là 70 cái trực tiếp bị dọa ngất. Bọn học sinh trên quảng trường xếp thành hàng, nhưng bọn họ rất nhanh nghe được những cái kia vây xem trạm dịch lão sư điêu môn lên tiếng nghị luận. Bọn họ phần lớn là mang theo cười trên lối đau khổ của người khác giám sấp, càng là không hề che giấu bọn họ đối với học sinh cười nhạo. 10 cái mũi nhọn bàn học sinh tổng cộng chia làm 5 tổ. 5 tổ mỗi tổ 20 người. Phía trước đứng chính là hai cái danh giáo quan cùng một cái tên thực tiễn khóa lão sư. Tổng huấn luyện, tổ huấn luyện viên tới. Không lâu sau một cái đội mặc đồng phục lên quần pháp sư chỉnh tề đi tới. Học sinh từ bên trên người bọn họ tỏa ra khí tức có thể cảm giác được cái gọi là uy nghiêm. Cầm đầu người dĩ nhiên chính là vị ở tiểu cương thượng đùa bỡn lửa, sắc dầu tua tủa đại túc chạm không.
Trạm Không vẫn là cái kia nhạt nhã dáng dấp, là một người tổng huấn luyện viên. Hắn cái kia phần tản mạn đúng là có chút làm cho người ta ngoài ý muốn.